Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài, vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta. Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah! Hôm nay chúng ta hiệp nhau tại đây để trước nhất tôn vinh Cha trên trời. Hãy tôn vinh một cách xứng đáng cho Chúa. Hãy biết rằng Ngài đang hiện diện nơi đây, lắng nghe và nhìn thấy tất cả chúng ta. Hãy cùng nhau bày tỏ lòng tôn kính và yêu mến hết lòng của mỗi chúng ta trong giờ này để Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng hôm nay. Xin chúng ta đứng lên và kính mời mục sư quản nhiệm khai lễ. Chúng ta cùng hiệp chung để dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, ba ngôi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Cha ơi, giờ phút này chúng con hiệp chung tại đây trong đền thánh của Ngài, với tất cả tấm lòng tìm kiếm Chúa ra mắt Ngài. Nguyện Chúa ở giữa chúng con. Ngài là Cha của mọi người, ở trên, ở trong và ở giữa mọi người. Cầu xin Chúa hiện diện nơi đây, thăm viếng mỗi chúng con, và cầu xin thần linh của Ngài dẫn dắt chúng con, hướng dẫn chúng con suốt buổi thờ phượng, để chúng con hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà dâng sự vinh hiển cho Ngài. Con cảm ơn Cha. Xin ban phước trên chúng con, xin ban cho chúng con năng lực, tình yêu, ánh sáng và tất cả mọi sự tốt lành để chúng con ca ngợi Ngài. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Xin Chúa ban phước, xin Chúa ở cùng chúng con. Chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su Christ. Amen. Nguyện cầu thần linh của Chúa thăm viếng hội thánh của Ngài ở tại nơi đây. Xin thần linh của Chúa thăm viếng mỗi tấm lòng của chúng con, đụng chạm đến mỗi chúng con và cho chúng con cảm nhận được tình yêu, sự thánh khiết và quyền năng của Ngài, để mỗi chúng con trở nên những chứng nhân mạnh mẽ cho Ngài. Cầu thần linh của Chúa thăm viếng nơi đây, xin vinh quang của Chúa tỏa sáng nơi này. Cầu thần linh của Chúa ngự trong chúng con, xin mở mắt con để con chiêm ngưỡng Ngài. Cầu thần linh của Chúa thăm viếng nơi đây, xin vinh quang của Chúa tỏa sáng nơi này. Cầu thần linh của Chúa ngự trong chúng con, xin mở mắt con để con chiêm ngưỡng Ngài. Chúa xin ngự giữa toàn dân đang khao khát Ngài. Chúa xin dìu dắt suốt đời nhìn theo chân Chúa. Chúng con trong đời Chúa xin Ngài ban sức mới cho con sống đời vinh hiển danh Ngài. Tình của Chúa thăm viếng nơi đây, xin vinh quang của Chúa tỏa sáng nơi đây. Cầu thần linh của Chúa ngự trong chúng con, xin mở mắt con để con chiêm ngưỡng Ngài. Cầu thần linh của Chúa thăm viếng nơi đây, xin vinh quang của Chúa tỏa sáng nơi này. Cầu thần linh của Chúa ngự trong chúng con, xin mở
mắt con để con chiêm ngưỡng Ngài. Chúa xin ngự giữa toàn dân đang khao khát Ngài. Chúa xin dìu dắt suốt đời nguyện theo chân Chúa. Chúng con trong đời Chúa xin Ngài ban sức mới cho con sống đời tình hiến dành Ngài. Chúa xin ngự giữa toàn dân đang khao khát Ngài. Chúa xin dìu dắt suốt đời bên theo chân Chúa. Thầy hát bài ca thập tự giá, nơi Chúa Giêsu đã bị đóng đinh ngày xưa, đã nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Cả thế giới yêu mến và say mê thập tự giá, đặc biệt là đấng được treo trên thập tự ấy. Ngài chết để chúng ta được sống, Ngài chịu đau khổ để chúng ta được hạnh phúc, Ngài bị sỉ nhục để chúng ta được vinh quang. Hãy hát bài ca thập tự, hãy suy tôn Thiên Chúa và hãy là chiến binh thập tự để làm sáng danh Ngài. Amen. Thập tự xưa dâng dâng cao, dâng tận nghe chưa nổi xa, như tiêu biểu trong muôn sầu khổ gì nhiều. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vinh vinh siêu trí cao, hay nhân thế hư hoại chết cách đau thương. Lòng tôi say mê bóng từng xưa, tình sâu xa, toàn chân gian đều mỉa mai, như thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì chính con từng Chúa Cha, trời chạy cao đầy hiến tình, hoàn ra mang đau buồn ở vô vô ca. Lòng tôi say mê bóng mê bóng sáng thâm từ xưa.
đàn bái tham tơ. Sẽ biết đến bao vinh diệu cho chính tơ. Lòng tôi say mê bóng giác ta từ xưa. Vui lòng đầu cùng thân nghĩa ca cuộc đời. Lòng hợp hóa mỗi quyết liên bái tham tơ. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý tín hữu cùng lên hòa lòng với bài hát của chúng tôi. Thưa quý vị, Đấng đã chết thay cho chúng ta hôm nay vẫn luôn mời gọi mỗi chúng ta hãy theo Chúa, hãy noi theo dấu chân Ngài để được Ngài dẫn vào con đường sự sống đời đời. Chúa là Thầy, là Cha, đã hy sinh chính Ngài trên thánh giá để mở cho chúng ta một con đường cứu rỗi. Ngài đang mời gọi mỗi chúng ta hãy theo Ngài để nối tiếp cuộc sống hy sinh, đem sự cứu rỗi đến cho nhân thế. Amen. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hãy đi tôi lắng nghe Giê-xu phán quyết. Hãy theo ta mau hơn con. Hãy theo ta. Lời đây trong đêm nay luôn khắc ghi. Hãy theo ta mau ơn con, hãy theo ta. Ta đem mùi cay đắng thay con rồi. Chúa con ta đã chết trên nhục nhã. Đau khổ vì con đã sống đã tôi. Hãy theo ta mau ơn con, hãy theo ta. Dẫu con và muôn tội ta cũng tha. Hãy theo ta mau ơ con, hãy theo ta. Tôi con đưa ta từ đây đem xa. Hãy theo ta mau ơ con, hãy theo ta. Trên phố đường trôi nói ra đôi con. Dẫu qua sông biển ta đem con qua. Đi đến trời cao phước ta có. Hãy theo ta mau ơ con, hãy theo ta. Ngày thì con mọi lo buồn đem đến đây. Hãy theo ta mau ơ con, hãy theo ta. Đời con nắng trăng nhờ ta cánh bay. Hãy theo ta mau ơ con, hãy theo ta. Con chưa dài chi hãy đường đợt này. Đưa ta chọn khói tương lai vui thoáng. Đưa ta rồi ta sẽ lao khó ngay. Hãy theo ta mau ơ con, hãy theo ta. Theo ta mau ơ con, hãy theo ta. Kính mời quý vị đồng đứng lên để nghe Kinh Thánh. Kinh Thánh chép: Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, đặng xem thử có ai thông sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Và hễ ai không tìm kiếm
Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơn-ra-ơn, thì sẽ bị xử tử vô luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau và bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư mất nát của tâm thần dịu dàng im lặng. Ấy là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Amen. Nguyện xin lời của Chúa ban phước trên anh chị em. Xin kính chào quý vị. Greetings to you, my brothers and sisters. Chúng ta bước vào trần gian này, ai trong chúng ta cũng đều có mục đích. As we're stepping into this world, every one of us has our purpose or a mission. Và mục đích của chúng ta đó là đi tìm kiếm một điều gì đó. And our purpose is looking for something, right? Có một số người thì họ đi tìm sự giàu sang. There are those who are looking for riches and wealth. Bất cứ chỗ nào mà có thể có tiền bạc hoặc là của cải thì người ta sẽ đến đó. Wherever there's wealth or riches, they will go there. Một số người khác thì đi tìm những cái thú vui. Other looking for pleasures. Những nơi nào mà có những cái cuộc vui hoặc là những điều gì khiến cho họ cảm thấy thích thú thì có mặt họ. Wherever there are pleasures or like a party that provide them pleasures, and they will go and look for it. Một số người thì đi tìm địa vị, sự tôn trọng. Other people will look for fame or being famous and the respect of man. Mỗi người chúng ta đều có một mục đích. Every one of us has a purpose. Ngày xưa có một số người cũng đã trong thời của Chúa Giêsu, người ta cũng hỏi rằng Chúa ở đâu? During the time of Jesus' ministry, people ask him, where is the Lord? Khi mà nghe Chúa giảng đạo một nơi nào đó thì họ đi đến để mà tìm. And wherever the Lord preaches, they went looking for him. Và Chúa Giêsu gặp họ hỏi rằng các ngươi tìm chi? And the Lord Jesus asked them, what are you looking for? Họ trả lời rằng chúng tôi đi tìm Chúa, tìm Thầy. We are looking for you, Lord. Và Chúa Giêsu đã bày tỏ chính Ngài cho họ. And the Lord revealed himself to them. Và những người đã được gặp Chúa, đời sống của họ thật sự đã thay đổi. The people who found Jesus, their lives completely changed. Ngày hôm nay Chúa cũng muốn hỏi tôi và quý vị rằng chúng ta bước vào trong trần gian này với mục đích gì? And today the Lord is asking us the same questions. What are you looking for in this life? Bởi vì nếu chúng ta không biết cái mục đích của mình sống thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta thỏa mãn. And if we don't know the purpose of our life, then we will never be content. Có rất nhiều người chỉ bước đi theo cái bước chân của những người đi trước. There are those who will follow the steps of others that have gone ahead of them. Một số người khác thì bước theo những cái ham muốn từ bên trong con người của chúng ta. Others following their own desires from inner self. Và thường thì cái sự hướng dẫn, những sự hướng dẫn đó dẫn chúng ta đi lạc. And when those leads or guides lead us astray. Thậm chí những người đã đến trong nhà thờ rồi. Even the people that have come to church. Thì Chúa cũng vẫn hỏi chúng ta cái câu hỏi rằng cái mục đích của chúng ta đến với Chúa để chúng ta tìm kiếm điều gì. And the Lord continued to ask us what are your purpose coming to seek here. Tất cả những người đã gặp Chúa và đã kêu Chúa. All the people who have met the Lord and called on his name. Chúa đều hỏi rằng các ngươi muốn chi? What do you want? The Lord asked. Với người mù thì Chúa hỏi rằng các ngươi muốn là điều gì? To the blind man, people, the Lord asked, what do you want? Với người què, Chúa hỏi rằng các ngươi muốn điều gì?
To the lame, the Lord asks, "What do you want?" Và Ngài luôn luôn hỏi tôi và quý vị cái câu hỏi đó. And He always asks us that questions. Bởi vì nếu mà chúng ta không biết điều mình muốn, because if we do not know what we want, thì chúng ta nhận được những cái điều quý giá chúng ta cũng không bao giờ quý trọng. Then even when you receive it, then you will not value them. Và những người đã đến với Chúa thì thường là quý vị thấy họ đều có những câu trả lời thật là đúng. And those who have come to Jesus, they always have the right answers. Một người ăn xin nhưng mà ông ta xin Chúa chữa lành mắt cho ông ta. A beggar begging for money or others asked the Lord and the Lord healed him. Bởi vì ông ta biết rằng đó là điều cần nhất. Because that what he knows that is what he need most. Ngày hôm nay Chúa cũng muốn hỏi tôi và quý vị điều đó. Today the Lord asks us the same question. Và chúng ta luôn luôn phải nhận biết rằng chúng ta đang cần điều gì. We have to realize what we really need. Bởi vì nếu chúng ta không biết được cái nhu cầu thật sự của đời sống chúng ta. And if we do not know the real need, thì có thể chúng ta sẽ giống như Phaolô nói rằng chạy bá vơ và đánh gió. And we may have missed the point and just like beating the wind. Có rất nhiều người đi ở trong những cái con đường mà chúng ta thấy rất là chánh đáng. There are those who walk in the road or the path that seems right. Và thậm chí rằng họ cũng là những người thân cận với Chúa nữa. And they are even close to Jesus. Nhưng mà họ không nhận được điều gì cả. But they did not receive anything. Đoàn dân ngày xưa đi cùng với Chúa. The crowds followed Jesus. Thậm chí họ chen lấn và đụng vào Ngài. They even pushed forward and even touch him. Nhưng mà không phải là tất cả những người ở gần và đụng với Chúa đó thì lại được sự chữa lành. And not all those who are near him or touch him received their healing. Cũng không phải là những người mà gần gũi như chẳng hạn như những người bà con của Chúa là luôn luôn là sẽ là những người được phước. And not all those like his relatives, the Lord's relatives are being blessed. Quý vị thấy những người mà họ đi cùng với cái người đàn bà bị băng huyết đó. And you can see that as the crowds follow Jesus with the woman who had the issue of blood. Thì có thể nói rằng là có nhiều người gần với Chúa hơn là người đàn bà đó. And there those who may even be closer than to Jesus than the woman. Những người đã chạm đến áo Chúa hoặc là chính cái thân thể của Chúa nữa nhiều hơn người đàn bà đó. They even touch the hem or the clothes of Jesus or his body. Nhưng mà chỉ có người đàn bà bằng đức tin thì bà ta mới nhận được cái sự chữa lành. But only the woman who has faith touch Jesus and receive her healing. Cho nên đó là lý do mà Chúa nói rằng là không phải chúng ta nói lạy Chúa thì cuối cùng chúng ta được vào nước thiên đàng. And that's why the Lord said not all those who say Lord, Lord and in the end they will enter into the kingdom of God. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải biết mình đương tìm kiếm điều gì. And therefore we have to know what we are looking for. Nếu chúng ta không biết mình tìm kiếm điều gì thì khi chúng ta gặp nó rồi chúng ta cũng không bao giờ có thể nắm bắt. And if we don't know what we're looking for, then when we found it, we may not even recognize it. Phaolô đã có cả một cái khoảng thời gian ông ta đã đi lạc. Paul had a long period of time when he was gone astray. Ông phung phí cái cuộc đời của ông và ông cảm thấy rất là uổng phí. He wasted his life before and he felt like it's a useless time. Mãi cho đến khi ông thật sự gặp Chúa. Until the time that he met Jesus. Thì lúc bấy giờ ông mới nhận ra rằng bây giờ cái mục đích của ông đã rõ ràng rồi. Then he realized the purpose of his life now is clear. Và Phaolô nói rằng là tôi nhắm mục đích mà chạy. And Paul said that now I aim at the goal or the purpose and run. Trước kia thì ông ta không có mục đích. Before he didn't have any aim or any purpose. Cho nên ông bị nhiều người xúi dục lôi kéo. Therefore he was enticed or tricked in or and push him into doing things. Và thậm chí ông làm những cái việc rất là sai lầm, rất là ngu dại. He even did things so foolishly and like very foolish things. Nhưng ông cứ tưởng rằng mình đương gọi là hầu việc Đức Chúa Trời. And he thought he was serving the Lord. Cho đến khi ông gặp được Chúa. Until he met Jesus. Thì con đường của ông hoàn toàn thay đổi. Then his road or the path completely changed. Và bây giờ ông không còn sống cho cái bản ngã của ông nữa. Now he no longer live for his own inner self. Ngày xưa Phaolô là một con người hung hăng. Paul before used to be a very vigorous and very hard person.
Nhưng mà sau đó quý vị thấy ông nói rằng tôi giống như là một người vú nuôi vậy đó. But now he is like a tender loving mother. Phao-lô là một người đã chủ trương là giết Ê-tiên. And he purposely wanted to kill Stephen. Và ông sốt sáng cho đến độ là bất cứ những ai mà làm theo sai với ý của ông là ông tìm cách để mà ông bắt bớ. And he is so zealous that he whoever goes against his will then he want to arrest or kill them. Khi chúng ta chưa nhận ra mục đích của mình thì đôi khi chính chúng ta cũng sẽ giống như vậy. When we did not realize our own purpose then we will be just like that. Chúng ta chỉ làm theo những cái gì thuộc về xác thịt của mình. We just did whatever our carnal desires. Rồi đến lúc mà Phao-lô gặp được Chúa trên con đường đi Đa-mát. Until he met the Lord on the road to Damascus. Thì lúc bây giờ ông hoàn toàn thay đổi. Then he was completely changed. Một Phao-lô mà ngày xưa gọi là rất là kiêu căng. A very arrogant Saul. Ông nói rằng là nếu mà nó tự hào thì không có ai mà tự hào bằng tôi. And he said if anyone would boast then no one can boast like me. Nếu nói về sự công bình thì cũng không có ai công bình cho bằng tôi. If anyone boasts of their righteousness then no one can compare to me. Nói về cái lòng sốt sáng thì cũng không ai sốt sáng cho bằng tôi. If comparing to the zest or the zeal of God then no one can compare like him. Nhưng bây giờ ông nói rằng tất cả những điều đó là rơm rác, là sự lỗ. But now he is saying all those things are like rubbish and like something that is lost. Bây giờ Phao-lô nói rằng tôi là người có tội. Now Paul said I am the chief sinner. Đến một lúc nào đó chúng ta nhận ra mình có tội. Until sometime when you realize that you are a sinner. Thì chúng ta bắt đầu mới khiêm nhường. Then you will be humble. Chúng ta mới yêu Chúa. Then we will love the Lord. Chúng ta mới hết lòng với Ngài. Then we will be wholeheartedly loving him. Còn bao lâu mà chúng ta vẫn còn tự hào về chính mình? As long as we are still so arrogant or depending on ourselves. Chúng ta không bao giờ là khiêm nhường. We will not be humble. Người ta nói rằng cái con chiên đi lạc. People say that their lost sheep. Thường á là cái con chiên mập nhất. Seems to be the fattest sheep. Có nghĩa là nó có nhiều cái lý do để mà nó tự hào. Because it has a lot of reasons to brag on its own. Và bởi vì nó tự hào, nó mập, cho nên cuối cùng nó đi lạc. And because of its own bragging right, it get lost. Có nhiều khi người chăn chiên nó phải đánh con chiên đó. There were times the shepherd has to beat the sheep. Bẻ gãy cái chân của nó. Break his the sheep's leg. Để rồi chính người chăn bắt đầu băng bó. Then the shepherd would bind the wound. Bồng ẵm con chiên đó. Carry the sheep. Sau một thời gian thì con chiên đó nó mới cảm nhận được là tình yêu của người chăn. And after some time that sheep will feel or experience the love of the shepherd. Nó mới cảm nhận rằng mình đã từng là người đi lạc. It will feel that it was lost before. Chúa thường làm điều đó với những con chiên đi lạc. God often do that to those sheep that went astray. Quý vị thấy ông Jonah đi lạc không? Did you see Jonah get lost? Chúa phải khiến cho ông gặp bão tố. The Lord caused him to see their storms. Quăng ông xuống dưới biển. And he's being thrown into the sea. Nhưng rồi Chúa chuẩn bị một con cá mập. Then he prepared the big fish. Con cá mập có thể nói là lớn nhất trong cái vùng đó. The biggest fish that you may have found in that region. Để mà nuốt vô ra. To swallow him in. Nhưng mà có lẽ là Chúa làm cho nó sình bụng cho nên nó không tiêu hóa được vô ra. And he may cause it to have a stomach ache. Và cuối cùng nó phải mửa ra vô ra. And in the end, the fish vomited Jonah out. Và trong cái tất cả những cái điều xảy ra đó khiến cho Jonah hạ mình. And in all those things that he experienced, Jonah humbled himself. Cho nên trong đời sống của tôi và quý vị cũng vậy. Therefore, in our lives, it is the same way. Có lẽ chúng ta kiểm nghiệm và cảm nhận rằng có những lúc mà Chúa cũng muốn nhắc nhở chúng ta. And as we examine our lives, we will see that the Lord wants us to check into our lives. Và Ngài sẽ hỏi chúng ta rằng các con tìm chi? And the Lord will ask us what you are looking for. Có thể rằng chúng ta vẫn đến nhà thờ. Maybe we are still going to church.
Nhưng mà chúng ta không phải là tìm Chúa. But we are not looking for God. Ngày xưa người ta hỏi các môn đệ của Chúa. In the past, people asked his disciples. Các ngươi tìm chi? What were you looking for? Thì họ trả lời rằng chúng tôi tìm thầy. They answered, we were looking for the Lord. Và đến một lúc nào đó quý vị sẽ thấy rằng Chúa là quan trọng nhất. Then you will see that God is important or the Lord is important. Chúa là tất cả. The Lord is everything. Và thưa quý vị rằng là nếu chúng ta mất Chúa, and if we lose the Lord, chúng ta sẽ mất tất cả. We will lose everything. Khi chúng ta mất tất cả, and when we lose everything, mà vẫn còn Chúa, but we still have the Lord, chúng ta sẽ được lại tất cả. We will have everything back. Và quý vị thấy rằng khi ông Peter, you see that Peter, ngày trước ông chỉ đi tìm cá thôi. In the past, he just was looking for fish. Và điều đó là bình thường. That was normal. Một người đánh cá thì phải nghĩ tới cá. A fisherman has to think of fish. Nhưng nhiều lúc Peter đánh cá mà không có con nào. There were times when he fished and caught nothing. Nhưng sau đó Chúa đã đến và giúp đỡ cho Peter. But after that, the Lord came and assisted or helped Peter. Chúa bảo chèo ra ngoài sâu mà thả lưới đi. And the Lord said, went out into the deep, go out into the deep. Sau khi Peter vâng lời và thả lưới xuống. And cast the net, and after Peter obeyed the Lord and cast the net. Thì bây giờ được hai thuyền đầy cá. Now two ships, two boats full of fish. Khi được hai thuyền đầy cá thì Peter làm gì? When he got two boats full of fish, what is he doing? Nếu quý vị đi đánh cá giống như Peter đi mà bữa nay được hai thuyền đầy cá thì quý vị sẽ làm gì? And if you were fishing and like Peter, you caught two boats full of fish, what are you doing? Có lẽ chúng ta sẽ vui mừng lắm phải không? Maybe you will rejoice. Và tiếp tục chúng ta mua thêm thuyền nữa phải không? And maybe you will buy some more boats. Vì bởi vì chúng ta đang thành công. Because we are successful. Nhưng quý vị thấy Peter lại buồn. But Peter was saddened. Peter sắp mình xuống. He bowed down. Ông lại Chúa xin ra khỏi con. Lord, come out of me. Xin lìa xa con. Please, vì con là người có tội. Because I am a sinner. Quý vị thấy Peter rất là đặc biệt không? Did you see that special things about him? Vì thường là nếu chúng ta chỉ đi tìm những điều gì vật chất thì khi chúng ta gặp cái cuộc sống vật chất chúng ta sẽ quên Chúa. And normally when we were just looking for the material things and when we found it, we may have forgotten the Lord. Nhưng mà ngay khi mà ông Peter thành công thì bắt đầu ông lại đi nghĩ tới Chúa. But when Peter was successful, then he think of the Lord. Và Chúa nói rằng đừng sợ. And the Lord told him, do not be afraid. Người sẽ trở nên tay đến lưới người. You shall become fisher of men. Và Peter bỏ hai thuyền đầy cá. And he left those two boats of fish. Đi theo Chúa. And follow Christ. Quý vị thấy Peter là một người rất đặc biệt. And you can see Peter. Ông có một những cái suy nghĩ rất tôi nghĩ rằng không có tầm thường. And he did not have just ordinary thoughts pattern. Và ngày hôm nay tôi và quý vị cũng cần phải tìm kiếm Chúa thật sự. And today you and I have to really seek the Lord. Nhiều khi chúng ta được Chúa đặt vào trong trần gian này. And many times the Lord has placed us on this life. Và mục đích của chúng ta ở trên trần gian này là gì? And what is the purpose of our life? Cách đây có lẽ là 2 ngày. Probably 2 days ago. Tôi gặp một người. I met a person. Và chúng tôi đi ăn chung với chị đó. And we went out and ate with her. Và trong câu chuyện tôi chị không tin Chúa cho nên tôi muốn nói một vấn đề. And because she was not a believer so I just want to say something. Tôi nói với chị rằng chị ơi chị có thể sống đời đời. I told her that she can be living forever. Đó là một điều rất là quan trọng mà hôm nay tôi muốn nói với chị. And that is something very important and I want to convey that to you. Tôi không nói rằng vô nhà thờ sẽ được bình an, được phước hạnh. I do not tell her to come to church so that she can have peace. Được của cải hay được tất cả mọi sự tốt lành. Or she will have material things or other blessed things. Có lẽ chị cũng đã có hết tất cả những điều đó rồi. She may have everything already. Nhưng tôi muốn nói rằng chị sẽ sống đời đời. But I want to tell her that she will be living forever. Hoặc có thể chị sẽ không chỉ chết đời đời. Or you will die eternally. Và đây là một điều rất quan trọng. And this is something very important. Có bao giờ quý vị nghĩ đến điều này không?
Have you thought of about this? Mục đích của chúng ta bước vào trần gian này. The purpose of our life stepping into this. Để chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. To seek the kingdom of God. Để chúng ta tìm kiếm cái sự sống đời đời. To seek eternal life. Và tất cả những gì đó là những điều vĩnh cửu mà trong tương lai chúng ta sẽ có. And everything that has eternal values that we will have in the future. Chứ không phải chúng ta tìm kiếm những gì dưới đất này. Not everything that we're looking for in this life. Và Chúa nói trần gian này không phải là cái nơi để chúng ta chất chứa những cái của báu của chúng ta. And the Lord said that this earth is not some place where you store all your treasures. Trần gian này là một nơi mà sẽ bị sâu mối và tên rét. And this life, this earth is going to be eaten by moth. Và Chúa nói rằng đừng có dồn chứa của cải mình ở trần gian này. And the Lord said, do not store your treasures here on this earth. Nhưng ma quỷ rằng bảo rằng là hãy cứ dồn nó vào trần gian này. But the devil may have told you that store up hoard up things here. Rất nhiều người đã mãi mê để mà tìm tất cả mọi thứ để mà dồn chứa vào trong trần gian. And many people have found or looking for many things and store up here. Một cơn nước trôi đi, qua đi. A flood may come and wash them away. Tất cả những cái lâu đài trên cát đó đều tan biến. And all their sand castles will be disappearing. Thế nhưng con người của chúng ta cũng giống như con giả tràng vậy đó. And we are like just like the sea crabs. Sau một cơn sóng rồi thì chúng ta vẫn thấy tiếp tục những con giả tràng nó lại xe cát biển đông. And after those the waves coming and crashing in, those crabs will. Chúng ta cần phải biết rằng mục đích của chúng ta vào trần gian này là để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. We have to know our purpose in this life is to seek the kingdom of God and His righteousness. Thì Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả. Then God will give us everything else. Nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa, if we do not seek for the Lord, chúng ta sẽ không được gì hết đâu. We will not get it or receive anything. Khi Phi-rơ không có Chúa, when Peter has nothing with Phi-rơ đánh cá suốt đêm không bắt được gì hết. He went out and caught nothing. Nhưng khi Chúa hiện diện trong chiếc thuyền của Phi-rơ, when the Lord is in his boat, khi Ngài sai phái và ông làm ông vâng theo, when the Lord sent him out and he obeyed, thì hai chiếc thuyền đó đầy cá. Then those two boats are full of fish. Quý thấy lạ không? Is that something strange? Đó là lý do mà Phi-rơ đã chọn Chúa. That's the reason why Peter chose the Lord. Ông giữ những cái hai thuyền này cá này. He did not want to hoard it or to keep those two boats. Nếu người nào ôm giữ cái những cái thuyền này cá này thì họ sẽ là những người hối tiếc. And if they kept on hoarding on those two boats, then they will regret. Phi-rơ quăng bỏ hết và đi theo Chúa. Peter left everything and followed Christ. Và cuộc đời của Phi-rơ ngày hôm nay không còn là một ngư dân tầm thường nữa. And his life now is no longer just an ordinary fisherman. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta tìm kiếm Chúa. May God help us so that we will look for the Lord. Chúng ta biết cái sự đi tìm kiếm những cái điều gì quý rồi. We all know what to look for the precious things. Không biết là có ai đi tìm vàng chưa? Have you gone out and looked for gold? Có lẽ là khó lắm phải không? Maybe it's something very hard. Ngày xưa đi tìm trầm kỳ ở trên rừng nó cũng khó lắm. In the past, people have looked for those cinnamon or something that. Ngày hôm nay chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là những điều còn cao quý hơn tất cả những điều đó nữa. But today we seek for the kingdom of God is something harder. Vì vậy đừng có cảm thấy mỏi mệt. So don't feel tired and weary. Đừng cảm thấy chúng ta biến nhát ở trong cái con đường tìm kiếm đó. Don't feel lazy in your search for Him. Kinh Thánh nói rằng chúng ta rất lòng tìm kiếm Chúa. The Bible said that we wholeheartedly seek for Him. Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con cả loài người. The Lord from heaven looking down onto man. Đặng xem thử có ai thông sáng mà tìm kiếm Chúa chăng? To see if there is anyone who is wise looking for God. Người tìm kiếm Chúa là người khôn. The person who seeks the Lord is the wise person. Và người đi tìm nhiều thứ khác mà không có tìm Chúa là không có khôn ngoan. The person who seeks for anything else but God is not wise. Quý vị có tin điều đó không? Do you believe that? Ngay cả khi chúng ta ngồi trong nhà thờ này, even when you are sitting here in this church, chúng ta phải đi tìm kiếm Chúa. We have to seek the Lord. Chúng tôi hầu việc Chúa không cũng phải là hầu việc Chúa. We serve the Lord, we have to serve the Lord. Không phải là làm việc cho giáo hội. We are not working for a religion or a denomination. Không phải là làm việc vì bất cứ một quyền lợi nào hết. And not for any gains or benefits. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta là người thông sáng. If we seek the Lord, then we are the wise person. Cho nên tất cả mọi việc chúng ta làm ở đây là tìm kiếm Chúa. Therefore, everything we do here is to seek the Lord. Khi quý vị yêu thương một ai đó
là chúng ta vì Chúa mà chúng ta làm. When you are loving somebody, you are seeking the Lord. Khi quý vị phục vụ bất cứ một công việc nhỏ nhặt nào ở đây là chúng ta vì Chúa mà làm. When we are serving, doing any or mundane things here, we are serving the Lord. Và tất cả mọi việc của chúng ta là dâng sự vinh hiển cho Chúa. And everything we do, we offer glory to God. Đó là chúng ta khôn ngoan. That is being wise. Còn nếu không, có rất nhiều người bước vào trong đền thờ. And if not, people step into the church. Giống như các thầy thông giáo, các thầy tế lễ ngày xưa. Just like the scribes and the priests. Họ ở trong, họ bước vào đền thờ nhưng mà họ không tìm kiếm Chúa. They step into the temple, but they're not looking for God. Và chính vì vậy quý vị thấy rằng là họ đã bị Chúa lên án. Therefore, the Lord has condemned them. Cho nên chúng ta là những con dân của Ngài. Therefore, we are His children. Chúng tôi luôn nhắc nhở tất cả mỗi quý vị và chính chúng tôi. And we always remind you and ourselves. Hãy tìm kiếm Chúa. Let us seek the Lord. Hãy tìm cho đến khi gặp. Seek until you find Him. Có nhiều người tìm nhưng mà tìm cho có thôi. There are those who seek Him, but just for the show. Và Kinh Thánh nói rằng là chúng ta phải tìm cho kỳ được. The Bible said that we have to seek Him until we find Him. Nếu chúng ta tìm một cái gì mà không gặp được thì quả hẳn cũng uổng công. And if you were looking for something and you could not find it, then you are wasting your life. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa. Therefore, we have to wholeheartedly seek the Lord. Và Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta tìm kiếm Chúa thì sự hiện ra của Ngài là chắc chắn. And if we are looking for Him, then His appearance is sure. Chắc chắn như là mặt trời mọc vậy đó. Is surely as the sun rises. Điều đó nói lên rằng là Chúa sẵn sàng để chúng ta được gặp Ngài. That means that the Lord is willing to let us meet Him. Nếu chúng ta thật sự khao khát Ngài. If we are really desires and truly desires Him. Ai đó khát sự công bình thì sẽ được no đủ. Whoever hungers after righteousness will be filled. Lý do mà chúng ta chưa được no đủ bởi vì chúng ta không khao khát. The reason we are not filled because we are not hungry enough. Lý do chúng ta không gặp Ngài bởi vì chúng ta không đi tìm. The reason we have not found Him because we have not sought Him. Chúa nói rằng là người nào tìm thì sẽ gặp. And the Lord said, whoever seek will find. Gõ cửa sẽ được mở. And who knocks will have it open. Người nào xin thì sẽ được. Whoever asks will receive. Và Đức Chúa Trời chúng ta là một người cha tốt lành. And our Father is a very good God. Ngài sẵn sàng ban mọi sự tốt lành cho chúng ta. He's willing to give us all the good things. Chúa nói rằng các ngươi là con người để mà còn yêu thương con cái để cho con cái mình những điều tốt. And the Lord said, as we are parents, we give our children good things. Huống chi là cha các ngươi trên trời. And our Father, Heavenly Father is in heaven. Chúa đương chờ đợi mỗi chúng ta. And the Lord is waiting for us. Để ban phước cho chúng ta. To bless us. Để mở cửa cho chúng ta. To open the doors for us. Để được gặp chúng ta. So that He will see us. Vì vậy cho nên Chúa muốn tôi và quý vị nên tìm kiếm Ngài. Therefore He wants us to seek Him. Và khi quý vị gặp được Ngài thì tất cả mọi sự đều tốt đẹp. And when you see Him, then everything will be beautiful. Đừng lo lắng gì cả. Do not worry about anything. Bởi vì tất cả những điều đó Cha trên trời đã biết rồi. Because all those things our Heavenly Father already knows. Ngài sẽ ban cho chúng ta. He will give to us. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta rắp lòng tìm kiếm Chúa. May God help us so that we will wholeheartedly seek Him. Ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 15 câu thứ 13. In 2 Chronicles chapter 15 verse 13. Một câu Kinh Thánh này khi đọc thì tôi thấy hết sức là phải suy nghĩ. A verse when we read it we have to think it carefully. Ngày xưa luật là nếu một người nào không tìm kiếm Chúa. In the past the law said that whoever did not seek the Lord thì sẽ bị xử tử. Hoặc dù là người nhỏ hay là người lớn. Will be executed no matter how old or how young the person. Quý vị đọc câu Kinh Thánh này và thấy khiếp sợ không? When you read this verse, were you fearful? Đó là luật của Chúa ở trong ngày cựu ước. That is the law of God in the past. Nếu chúng ta không tìm kiếm Ngài. If we do not seek God. Có nhiều người nói rằng nếu như thế này thì Chúa gọi là nghiêm quá, chúng ta rất là sợ Chúa. And there are people who say, oh, if it is like this, then God is so serious. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta biết rằng. But the Lord wants to reveal to us. Không có Ngài chúng ta sẽ chết tức khắc. That without Him we will die instantly.
Nếu Chúa không hiện diện trong đời sống của chúng ta, if the Lord is not present in our life, thì ngay lập tức chúng ta sẽ chết. Immediately we would die. Cuộc sống của tôi và quý vị đây sẽ gì chúng ta đừng còn sống về thể xác này. And our present life, we are still alive. Bởi vì ân điển của Chúa đang bao phủ chúng ta. Because the grace of God is covering us. Nếu Đức Chúa Trời cắt đi cái ân điển đó thì chúng ta sẽ chết ngay. If the Lord removes the covering, then we would die. Vì vậy cho nên Chúa nhắc nhở tôi và quý vị. And therefore the Lord reminds us. Hãy tìm kiếm Chúa. To seek the Lord. Bởi vì nếu chúng ta không tìm kiếm Ngài thì chúng ta sẽ chết. Because if we do not seek the Lord, then we would die. Và cái sự hình phạt ngày xưa để nhắc nhở rằng rất là quan trọng. The punishment in the past reminds us that this is a serious matter. Cần thiết giống như là khi chúng ta gọi là thiếu dưỡng khí vậy đó. Nếu chúng ta không chụp dưỡng khí vào để thở thì chúng ta chết ngay. And it is so necessary. It's like the oxygen that we need to breathe. Without putting it on, then we cannot breathe. Chúa vô cùng cần thiết cho chúng ta. The Lord is so needed, necessary in our life. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng là không có Chúa chúng ta cũng có thể sống được. Do not ever think that if there is no God, then we can continue to live. Và khi nhận ra điều đó, chúng ta mới bắt đầu tin Chúa. When we realize this fact, then we will believe the Lord. Chúng ta mỗi ngày chúng ta mới nói rằng Chúa chính lời Chúa là lương thực cho chúng ta. Then we will say the word of God is my nutrients. Lời Chúa là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. The word of God is the light unto my path. Mà không có lời của Chúa thì chúng ta sẽ té ngã ngay. And without the word of God, then we will stumble. Chúng ta đừng sống ở trong một cuộc sống mà đầy dẫy những cạm bẫy. We are living in a life that full of traps and enticements. Và ma quỷ là kẻ thù của chúng ta, đường rình mò để mà tấn công chúng ta. And the devil is our enemy who is lurking in the dark and waiting for us. Chỉ cần chúng ta không ở trong sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta sẽ rơi vào cái nanh vuốt của ma quỷ ngay. Only when we are not paying attention to it, then we will lose sight of God. Vậy xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa. May God help us so that we will wholeheartedly look seek God. Đừng có đến với Chúa rồi mà vẫn tìm kiếm những điều thuộc về trần gian. Don't come to the Lord God and then seek for the material things in life. Có rất nhiều người đã đến với Chúa rồi, bước vào trong con đường theo Chúa rồi, nhưng vẫn đi tìm nhớ lại những cái điều tầm thường ở trên đời gian. And there are those who already come to God, but they're still looking for the mundane things in this life. Hãy nhớ rằng khi chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. Remember, when you have the Lord, you have everything else. Nguyện Chúa ở cùng chúng ta. May the Lord be with us. Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban tất cả cho chúng ta. The Lord promised to give us everything else. Vì vậy cho nên trước nhất hãy tìm kiếm Chúa. And therefore first and foremost seek the Lord. Khi quý vị có sự sống rồi. When you have life. Quý vị có tất cả. You have everything else. Chúng ta có tất cả. When you have everything else. Mà không có sự sống. Without that life. Thì coi như chúng ta mất tất cả. Then you lost everything. Chúa là sự sống của chúng ta. The Lord is our life. Chúa là sự sáng của chúng ta. The Lord is our light. Vì vậy cho nên hãy đến với Ngài. Therefore come to God. Hãy khao khát Ngài. Desire God. Quý vị có gặp được Chúa chưa? Have you met the Lord? Quý vị có cảm thấy rằng Chúa ở trong mình chưa? Do you experience that the Lord is in you? Ánh sáng của Chúa soi dẫn con đường quý vị đấy chưa? Does His light guide your path? Ân điển của Chúa bao phủ chúng ta chưa? Does His grace cover you? Nếu chúng ta chưa cảm nhận được điều đó, hãy tiếp tục tìm kiếm. If you have not experienced that, continue to seek. Chúa sẽ ban phước trên cuộc sống của chúng ta. The Lord shall bless you. Và mọi sự sẽ rất là tốt đẹp. And everything else will be beautiful. Chúa đã hứa điều đó. The Lord has promised. Ngài sẽ làm that. Cho chúng ta. He will do that for và you. Chúng ta sẽ có một cuộc sống rất là nhẹ nhàng. And you will have a light that is life. Chúa nói rằng ách của Chúa dễ chịu. The Lord said that His yoke is easy. Gánh Chúa nhẹ nhàng. His burden is light. Vì vậy hãy tìm đến Ngài. Therefore let us come to Him. Hãy liên kết với Ngài. And be connected to Him. Xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta. May God bless all of you. Chúng ta cùng đứng lên để hiệp chung cầu nguyện. Let us stand and pray. Chúa yêu chúng ta. The Lord loves you. Và Chúa muốn ban phước trên đời sống của chúng ta. And the Lord wants to bless you. Nhưng điều rất quan trọng là Ngài muốn chúng ta sống đời đời. And the important thing is that God wants us to live eternally. Ngài muốn quý vị sẽ làm con của Ngài ở trên nước thiên đàng. He wants us to become His children. Được là công dân ở trên nước thiên đàng. To be the citizens of heaven. Được hưởng biết bao nhiêu những điều tốt lành. To inherit and to receive all so many good things.
chứ không phải chỉ là hai cái thuyền đầy cá ở trên trần gian này. Not just two full loaded boats of full fish. Hãy thưa với Chúa rằng Chúa ơi, con chọn Ngài. Tell the Lord that you have chosen him. Hơn là con chọn hai cái thuyền đầy cá. More than you have chosen those two boats full of fish. Và khi quý vị chọn lựa Chúa, and when you have chosen the Lord, Chúa sẽ ban tất cả cho chúng ta. God will bless you with everything else. Chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện. Come to the Lord and pray. Giờ này tôi mời quý vị cùng bước đến để chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. I invite you to come forward and we can all pray together. Dâng cuộc đời của mình cho Ngài. Give your life to the Lord God. Xin Chúa tiếp tục đổ đầy ơn phước của Ngài trên chúng ta. May the Lord continue to pour out his blessings fully upon your life. Xin giúp cho chúng ta để chúng ta tìm kiếm Chúa thật sự. May God help you so that you will seek the Lord truly. Chúa đợi chờ mỗi chúng ta. God is waiting for you. Ngài muốn gặp mỗi quý vị. God wants to meet each and every one of you. Ngài muốn dạy dỗ cho chúng ta tất cả một sự khôn ngoan. God wants to give us all the wisdoms. Ngài muốn dẫn chúng ta vào con đường công bình của Ngài. He wants to lead us in his path of righteousness. Ngài muốn biến chúng ta trở nên những tay đánh lưới người. God wants us to become a fisher of men. Lạy Chúa. Oh God. Giờ này chúng con hiện diện trước mặt Ngài. We are standing before your presence. Chúng con xin Chúa thăm viếng chúng con. We want you to meet us, Lord. Tha tội cho chúng con. Forgive us our sins. Đừng để chúng con tìm kiếm những điều trên tầm thường trên trần gian. Do not let us just look for the mundane things in this life. Đừng để chúng con bị trói cột vào những cái kho báu của trần gian này. Do not let us be tied to the treasures of this world. Nhưng xin cho chúng con tìm kiếm Ngài. But let us look for you, Lord. Tìm kiếm nước của Ngài. Look for your kingdom, O God. Và tất cả những gì của chúng con sống trên trần gian này. And whatever we need to live in this life. Là vì nước trời. It is because of the kingdom of God. Vì sự vinh hiển của Ngài. Because of your glory. Một lần nữa chúng con xin dâng cuộc đời chúng con trong tay Ngài. Once again we offer ourselves to you. Chúng con muốn trở thành công cụ của sự công bình. We want to become tools of righteousness. Xin sử dụng chúng con. Use us, O Lord. Xin thay đổi đời sống của chúng con. Change us and transform us. Để chúng con trở thành những người hầu việc Ngài. So that we become people who serve you. Những người làm sáng danh Ngài. People who glorify you. Xin ban sức mạnh cho chúng con. Give us your strength. Đức tin trong chúng con. Your faith. Tình thương trong chúng con. Your love, O Lord. Sự khôn sáng trong chúng con. Your wisdom in us, Lord. Để chúng con sẽ làm những điều mà Ngài sai phái. So that we will do whatever you send us to do. Để chúng con bày tỏ ánh sáng cho trần gian này. So that we will shine at your light to this để world. Để chúng con chiếu sáng như là đuốc ở giữa trần gian. So that we will shine like the torches in daylight. Chúa ơi, xin ở với chúng con. Be with us, O Lord. Xin cho chúng con được chạm đến Ngài. Let us touch you, O God. Xin quyền năng của Ngài bước vào đời sống của chúng con. May your power step into our life. Hành động trong mỗi chúng con. And activate in our life. Và ban cho chúng con sự chữa lành. And give us your healing, O God. Ban cho chúng con sự mạnh mẽ. Give us your strength. Ban cho chúng con sự khôn ngoan. Give us your wisdom. Để chúng con sống những ngày tháng trên đất này. So that we will live our days on this earth. Thật vinh hiển danh của Ngài. To glorify you. Xin Chúa ban phước trên chúng con. Bless us, O Lord. Xin Chúa sử dụng mỗi chúng con. Use each and every one of us. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện. And we pray together. Trong danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Xin mời chúng ta về chỗ. Amen. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình là phần tiệc thánh. Xin kính mời mục sư. Kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta lắng nghe lời của Chúa dạy về sự ban phát và nhận lãnh tiệc thánh. On the night he was betrayed, Jesus took the bread, gave thanks to the Lord, and broke it, saying, "This is my body being broken for you. Do this in remembrance of me." After the supper, he took the cup, gave thanks, and gave it to his disciples, saying, "This is the cup of the new covenant pouring out for you. Do this in remembrance of me." Trong đêm Đức Chúa Giêsu bị nộp, Ngài lấy bánh tạ ơn,
và bẻ ra mà trao cho các môn đồ và phán rằng: này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Quý vị đang cầm ở trong tay mẫu bánh tượng trưng cho thân thể của Chúa vỡ ra, nát tan ra vì tội lỗi của quý ông bà anh chị em. Những lúc chúng ta làm buồn lòng Chúa, những lúc chúng ta nói hành, những lúc chúng ta không sống yêu thương, những lúc chúng ta chưa tha thứ, những lúc chúng ta chưa làm sáng danh Chúa trong cuộc đời của mình, chúng ta đang làm buồn lòng Chúa. Nguyện xin Chúa cho quý ông bà anh chị em và Chúa và tôi đến với Chúa trong thời giờ này và xưng ra hết tất cả tội lỗi của mình để rồi chúng ta xứng đáng nhận bánh và chén này vào trong cuộc đời của mình. Chúng con đến với Chúa trong thời giờ này nhận thức rằng chúng con là những con người yếu đuối và bất toàn. Chúng con đã phạm tội với Chúa nhiều cách. Lạy Chúa, xin tha tội cho chúng con. Xin huyết vô tội của chính con Ngài xóa sạch tội lỗi của chúng con, cất đi hết tất cả những ô dơ trong cuộc đời của con, của mỗi chúng con, cho chúng con được xứng đáng nhận bánh và chén này. Xin Chúa một lần nữa xóa sạch hết tất cả những tội lỗi của chúng con và ban cho chúng con sự bình an, ban cho chúng con niềm vui mừng khi dự tiệc thánh này. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tạ ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta cùng dự. Sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén tạ ơn và trao cho các môn đồ và phán rằng: này là huyết của giao ước mới đổ ra cho các con, cho nhiều người được tha tội. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúa gánh khổ đau, tình yêu cứu Chúa dạt dào, không gì phô bày cho hết Chúa. Cầu xin Chúa xóa tội con, bao ngày đôi lòng xa cách, đời con ước quên trọn dâng, trao truyền chân lý Ngài thôi.
con từ chối uống cạn chén đau thương. Chúa vì nhân loại, Chúa chịu treo trên thập giá. Nếu không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Without the shedding of the blood, there was no forgiveness of sin. Quý ông bà anh chị em hãy nhớ, dầu tội của chúng ta đỏ như hồng điều cũng sẽ được trắng như tuyết, dầu đỏ như huyết cũng sẽ được trắng như lông chim. Xin huyết của Chúa một lần nữa thanh tẩy hết tất cả tội lỗi của quý ông bà anh chị em và tôi đã phạm với Ngài, và cho chúng ta được tự do dạng dĩ để đến gần nơi ơn phước của Ngài. Một lần nữa chúng con đến với Chúa và xưng ra hết tất cả tội lỗi của chúng con đã phạm với Ngài. Và một lần nữa chúng con đón nhận sự tha thứ của Chúa, xóa sạch hết tất cả tội lỗi của chúng con, cũng như Ngài bởi lằn roi Chúa chịu mà thân thể của chúng con được lành. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Chúng con tạ ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Xin chúng ta cùng giữ. Cảm ơn Chúa vì ân sủng của Chúa ban cho chúng ta một cách không chừng mực qua con yêu dấu của Ngài. Và qua bánh và chén này, nguyện Chúa giúp đỡ quý ông bà, anh chị em và tôi sống đẹp lòng Ngài. Kể từ ngày hôm nay cho đến khi chúng ta gặp Chúa trong nước thiên đàng vinh hiển. Amen. 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 Kính mời quý vị cùng an tọa. Đồng hành cùng với Chúa yêu thương là chọn lựa con đường bình an và phước hạnh. Dầu đường trần gian đầy những gập ghềnh và nguy khốn, nhưng bước đi với Ngài, chúng ta sẽ không còn cô đơn, không lo buồn, vì ánh sáng chân lý và nguồn bình an vô tận trong Chúa sẽ luôn theo mãi chúng ta trong suốt cuộc hành trình này. Bài hát Bước với Chúa yêu thương sẽ được cô Thúy Hằng tôn vinh Chúa sau đây. Kính mời Hội Thánh cùng lắng nghe. Tạ ơn Chúa. Chúa yêu thương, tôi đi muôn phương không vương lo buồn. Đường gập ghềnh nhưng chan hòa ánh chiều dương. Bước với Chúa yêu thương, tôi không cô đơn vui tươi trên đường. Lòng nhẹ nhàng quăng xa mọi gánh sầu vương. Đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa, bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la. Được đi với Cha cho dù trần gian lướt qua, tôi luôn vui thỏa yêu mến chan hòa. Bước với Chúa yêu thương khi sương đêm buông mênh mang trên đường, nơi ra sao bên kia màn khói mây vương. Núp bóng Chúa yêu thương trong khi buồn phương phong ba điên cuồng, đời mơ dần sau muôn đợt sóng trung dương.
được đi với cha khi mộng trần gian quất xa, bước cùng với cha trong tình thắm thiết bao la. Được đi với cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thỏa sống trong yêu mến chan hòa. Chúa ơi, khi chúng con biết yêu mến Chúa, biết tin cậy Ngài, chúng con bước đi theo Ngài, xin Chúa ban phước lành cho chúng con và hoàn toàn hội thánh của chúng con luôn được ân điển của Chúa. Bước với Chúa yêu thương, tay trong tay luôn gian lao không dần. Vượt chặng đường men theo đi tới thiên cung. Bước với Chúa yêu thương, tôi nghe lâng lâng vui trong tâm hồn. Ngày lại ngày thêm sâu nhìn Chúa nhiều hơn. Được đi với cha khi mộng trần gian khuất xa, bước cùng với cha trong tình thắm thiết bao la. Được đi với cha cho dù thời gian lướt qua, được đi với cha khi mộng trần gian khuất xa, bước cùng với cha trong tình thắm thiết bao la. Được đi với cha cho dù thời gian lướt qua, thưa quý vị. Tiếp tục chương trình là một bài hát của một vị mục sư. Đây là một sáng tác mới của ông. Thưa quý vị, Chúa là vua cao cả, danh Ngài mọi đầu gối trên trời dưới đất, và bên dưới đất thay đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu là Chúa. Bài hát tôn cao danh Chúa của tác giả Ngọc Linh và cũng do chính mục sư Ngọc Linh tôn vinh Chúa sau trong giờ này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Người khen Chúa yêu thương vinh quang rạng ngời, lòng con sung sướng hoan ca khiêm cung tôn thờ Ngài. Nhờ dòng huyết Chúa thương con thứ tha tội lỗi, dòng huyết vô tội xoa bôi lòng sạch trong trắng tê, tâm linh an vui, sức sống thanh linh trang tuôn. Tình thương Chúa ban, quyền năng tuôn trào sung mãn. Đi theo thánh linh, bước tới đức tin càng cao. Con mến yêu Ngài,
vâng lời Chúa Cha truyền ban. Tôn cao danh Cha, Giêsu thương yêu tội nhân. Vì yêu thế gian, cứu Chúa giáng sinh tìm con yêu Cha luôn, nhờ có Chúa ban bình an. Cung kính tôn thờ Chúa ơi, danh Ngài tôn cao. Người khen Chúa, Giêsu hy sinh cuộc đời. Nhờ Cha tha thứ, tâm linh an vui con yêu Ngài. Lòng này kính mến, thương yêu quyết tâm cậy nương. Nhờ Thánh Linh Ngài, dắt đưa đường nguyện theo Chúa thôi. Tâm linh an vui, sức sống Thánh Linh tràn tuôn. Tình thương Chúa ban, quyền năng tuôn trào sung mãn. Đi theo Thánh Linh, bước tới đức tin càng cao. Con mến yêu Ngài, vâng lời Chúa Cha truyền ban. Tôn cao danh Cha, Giêsu thương yêu tội nhân. Vì yêu thế gian, cứu Chúa giáng sinh tìm con yêu Cha luôn, nhờ có Chúa ban bình an. Cung kính tôn thờ Chúa ơi, danh Ngài tôn cao. Tôn cao danh Cha, Giêsu thương yêu tội nhân. Vì yêu thế gian, cứu Chúa giáng sinh tìm con yêu Cha luôn, nhờ có Chúa ban bình an. Cung kính tôn thờ Chúa ơi, danh Ngài tôn cao. Amen. Kính thưa quý vị, cuộc sống của con người như gió thoảng qua, như hơi nước hiện lên một lát rồi lại tan ngay, như hoa cỏ sớm nở tối tàn. Hãy dùng những khoảnh khắc ngắn ngủi mà chúng ta nên tìm kiếm Chúa. Đó là nội dung của bài Cuộc đời thoáng qua của tác giả Minh Hiền và do chính ông bà mục sư tôn vinh Chúa sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngọc Thanh và mục sư Minh Hiền xin kính chào hội thánh. Và sau đây Ngọc Thanh cùng mục sư Minh Hiền sẽ trình bày nhạc phẩm Cuộc đời thoáng qua, một sáng tác của mục sư Nguyễn Hiền. Dần ra xa xa như đóa hoa phai tàn theo năm tháng, không có chi là mãi mãi lâu bền. Trong thế gian người người gian nan, bao dối gian ngập tràn miên man. Vì không biết cuộc sống chỉ thoáng qua, rồi thời gian ta cũng sẽ nhanh già. Người ơi xin đừng lừa dối, cuộc đời chỉ thoáng qua thôi. Lời danh bóp bèo trôi nổi, lên ngôi rồi cũng qua đời. Người ơi xin đừng hững hờ, cho cuộc đời bớt cánh bơ vơ. Tình yêu
yêu chân thành ghi nhớ, an vui hạnh phúc đang chờ. Người hỡi, xin đừng lừa dối, vì cuộc đời chỉ thoáng qua thôi, lời danh bọt bèo trôi nổi, lên ngôi rồi cũng qua đời. Dần ra xa xa như đóa hoa phai tàn theo năm tháng, không có chi là mãi mãi lâu bền. Trong thế gian người người gian nan, bao dối gian ngập tràn miên man, vì không biết cuộc sống chỉ thoáng qua, rồi thời gian ta cũng sẽ nhận ra. Người ơi xin đừng lừa dối, cuộc đời chỉ thoáng qua thôi, lời danh bọt bèo trôi nổi, lên ngôi rồi cũng qua đời. Người ơi xin đừng hững hờ, cuộc đời bớt canh bơ vơ, tình yêu chân thành ghi nhớ, an vui hạnh phúc đang chờ. Người ơi xin đừng lừa dối, cuộc đời chỉ thoáng qua thôi, lời danh bọt bèo trôi nổi, đến ngôi rồi cũng qua đời. Người ơi xin đừng ngưng hờ, cho cuộc đời bớt canh bơ vơ, tình yêu chân thành ghi nhớ, an vui hạnh phúc đang chờ. Quý vị, hôm nay trong cái buổi thờ phượng này chúng ta có một vị khách quý, đó là Thầy Định đến đây cùng thờ phượng với Hội Thánh Tình Thương của chúng ta. Và hôm nay Thầy Định cũng muốn góp phần tôn vinh Chúa. Vâng, xin kính mời Thầy Định. Thầy Định sẽ tôn vinh Chúa với bài Ngài gọi tên con. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chào Hội Thánh và quý vị. Người già sức yếu, đầy tội lỗi, đầy tham vọng, nhưng có sứ đồng hành, có mục sư hiền nhắc nhở, cho nên mình thấy phấn khởi lên, phải không? Để mình ca ngợi Chúa. Thì hôm nay tôi xin hát cái bài Ngài gọi tên con. Mình không xứng đáng, nhưng mà Chúa cứ gọi. Cứ gọi thì cứ đi. Lạnh lẽo mưa gió yêu đuối cũng đi. Nha. Bây giờ là hát này. Mục sư có thể dạo đàn tí nghe. Đây cái bài nhạc đó, thấy có chưa? Ngài... Ngài gọi tên con. Trầm trầm tí nhé. Ngài gọi tên con được chưa nào? Ngài gọi tên con khi đời con yếu đuối mong tròn. Ngài gọi tên con khi tình đời đồng thắm sân son. Ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu chẳng còn, khi đời con đang cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài tròn
sống thành tình yêu thương của Ngài. Để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây, dù nhiều chông gai nhưng tình con quyết không phai nhòa. À, qua cái tâm tình ấy thì mùa vọng cũng là mùa chờ đũa đến tới nơi. Bây giờ tôi xin hát thêm một cái bài nữa để ca ngợi Chúa về, và tức là bài Để Chúa Đến nha. Để Chúa Đến một chút nhé. Xin cho lòng chúng con nha, để mở lòng để Chúa đến nhé. Tôi mới rượt tốt bài. Xin cho lòng chúng con luôn cao quá không? Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thăm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới thật vui đàn đạo, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, Chúa đến mang đến nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Hát cùng nữa nhé. Xin cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quan đại và luôn tha thứ. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho muôn người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Thêm một câu nữa ở dưới nhé. Dọn đường cho Chúa đi, bài đó chắc ai thuộc không? Hát thử coi. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, Chúa ta đang gần kề, Chúa ta đang gần kề. Một lần nữa nhé. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, Chúa ta đang gần kề, Chúa ta đang gần kề. Cảm ơn Hội Thánh Mục Sư và tất cả quý vị. Hết. Cảm ơn Thầy Lê. Kính mời quý vị cùng đứng lên và chúng ta cùng dâng hiến. Kính thưa quý vị, trong Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn, đoạn 3 câu 9 và 10 chép: Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vừa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Hãy bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa về những của dân để tôn vinh Chúa và mở mang nước Ngài. Hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn. Cầu xin Chúa ban phước trên quý vị và ban phước trên những của dân trong giờ này. Kính mời Hội Thánh đồng tôn vinh Chúa bài ca dâng hiến sau đây. Con xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng vì tội con chết trên thập hình. Con xin cảm tạ Thiên Chúa, Chúa nhân lại cảm tạ.
Lạy Chúa chúng con, cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng con được thờ phượng Ngài, được hầu việc Ngài, được làm con cái của Ngài. Và Chúa ơi, giờ phút này chúng con hiệp chung tại đây để xin kính dâng lên Ngài tấm lòng của chúng con, tất cả mọi những điều gì thuộc về chúng con, chúng con dâng cho Chúa. Bởi vì chính Ngài là đấng ban cho chúng con. Những gì chúng con có đó là những gì mà chính Ngài đã ban cho chúng con. Vì vậy xin cho chúng con hết lòng yêu kính Ngài, và chúng con xin tôn vinh Ngài, chúng con xin dâng sự vinh hiển cho Ngài. Lạy Chúa, xin tiếp nhận những của dân của chúng con và ban phước trên đời sống của tất cả ông bà anh chị chúng con, để chúng con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa, vinh hiển danh Ngài và làm chứng nhân cho Ngài trên đất này. Con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa và xin Ngài ban phước trên tất cả mỗi chúng con. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Xin kính mời mục sư chúc mừng, chúc phúc. Giờ này nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng với hết thảy chúng con và hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen. Amen. Chúng ta cùng hát bài đoạn ca thật lễ. Xin lời Ngài sống trong lòng con, xin lời Ngài giúp con đổi thay. Con nguyện làm ánh sáng cho đời, đem tin mừng truyền khắp nơi đời. Xin lời Ngài sống trong lòng con, xin lời Ngài giúp con đổi thay. Con nguyện làm ánh sáng cho đời, đem tin mừng truyền khắp nơi nơi. Amen. Tạ ơn Chúa. Buổi thờ phượng chúng ta đến đây chấm dứt.